Hello, chào các người nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn cho người tôi bức tranh về chơi bóng gỗ nha. Thì tông chủ đạo ngày hôm nay sẽ có là màu nâu, màu đen, màu cam, màu tím và màu xanh ngọc nha. Xanh ngọc đâu đây? Thì đầu tiên mình sẽ tô tóc vào màu đen. Vòng xoay thời gian cũng như ngày hôm qua. Thế rồi ngày hôm kia, nói chung là giống nhau ngay. Sao đau bụng hả chị? Đau bụng. Đồ ăn chay mà đau bụng, đồ ăn ít chết. Bánh khăn gì vậy em tóc nha, tiếp theo sẽ từ từ một tóc nha. Đó, tới sau phần tóc mình sẽ tới phần áo nha. Từ từ mình dễ vậy. Tiếp theo mình sẽ tô chân. Tớ phun sinh dương nha. Dễ thêm nha. Sẽ đỡ vậy nha. Chưa 4 phút nữa. Bến ai cũng hết kỳ người tím, cái vị tiếp theo tôi một tím nha.
buồn tím. Ta hôn tí phải anh nha. Nó không mình lấy không nhỉ. Tiếp theo là màu xanh lá cây. Tiếp theo là màu hồng nha. Gạch chiếu nha. Xếp xong rồi chị ơi. Ôi trời ơi, khỏe. Biết làm tôi không chị? Bức tranh mình tớ xong nha, chứ làm phẩm mình nha, cơ hội xin nhiều hơn. Chứ tao thế nào mà làm.